Đeo cái mặt nạ này thì hơi đâu mà bịt luôn cái miệng của O nữa. Mọi người có biết là O bị bịt luôn cái miệng không? O xem tội nghiệp vậy đó. Có, hồi nãy em cúi thấp người xuống để em nhìn mà thấy có nguyên cái khăn khẩu trang che luôn. Vậy là cái miệng có cái gì đặc biệt, sợ bị lộ ra ngoài. Ví dụ như là mục ruồi. Nốt ruồi, răng khểnh. Răng súng. Em ở ca sĩ mai răng súng á, khoa em vừa phải. Răng sứ. Răng sứ thì đúng.